không quên chặt cu. Rồi làm ván này nữa bắn súng nha. Thiệt chứ đánh không nghiêm. Mấy bố khó ghê luôn á. Đánh không nghiêm túc, đánh dịnh dợn á. Nghịch cho vui á, thì mấy bố kêu là ui mày thằng này ngu, đánh ranh ghẹ, cùi bắp không hành được. Nó nghiêm túc, ui mày mày đánh cái gì, ui mày mấy thằng mày gà. Sao thằng này gà thế, sao thằng kia gà thế, sao tim nó ngu vậy. Mày đéo nó nói được. Khó sống với mấy ông ghê. Đánh nghiêm túc, ủa sao chơi gì mà ôi game nhìn chán quá, game nhạt quá, game chán quá. Ô mày nghiêm túc lên là vậy, mày không nghiêm túc lên cái mày giỡn thì thua. Thua, ôi thằng ngu. Mệt mấy ba ghê. Có chịu mình là mới trẻ trẻ tuổi mà khó tính như mấy ông già. Khó tính như mấy cha già. Nam mi mất lát. Quả ấy mình lên level cái mình đâu có chết. Giết nó muộn quá, lên level là đâu có chết đâu. Mình được cái mình lời level rồi. Mình được cái mình lời level. Lui đi, đỉnh nó đông quá. Dễ này nó mất dậy lắm á. Ông nghĩ sao, không cần thằng Lee Sin nữa, ông W lên quả đấy là ông chết chắc rồi. Ông W lên quả đấy là ông chết chắc rồi, ông lấy cái mẹ trong đánh lại tôi trời. Ông khùng hả? Không cần thằng Lee Sin ra luôn á. Nó điên hay sao trời, nó W lên là coi như nó xong rồi. Còn mẹ gì chạy về nữa. Có cái gì thì có, đắp lên quả đấy là chết chắc. Có cái gì thì có cũng chết. Gì mà điên hay sao, nó điên áp sát lại coi như xong rồi. Đánh hồi tôi băng trụ tôi giết luôn á.
Dễn mặt, tôi giết mày luôn, dễn mặt. Chết đi, 150. Đi đường này là nó có phải mất tốc biến cha. Ê, trụ bắn à. Đi đường dưới kia đâu có chết, đâu có mất tốc biến đâu. Dễn mặt, xém tí nữa tao kinh hai rồi nha cu. Nè con Nayli bắt đầu nó rình mình rồi đó. Tao bắt đầu tao ghét mày rồi đấy Nayli à. Anh bắt đầu anh ghét chú rồi Nayli à. Đừng để anh vô rừng anh kiếm chú. Vô rừng anh kiếm là mệt đó, không ai cứu đâu. Nhờ là băng trụ giết nhét nè. Mấy ông tin không chứ tôi chuẩn bị băng trụ giết nhét nè. Doubt is the greatest enemy. Nữa hả? Cam quay mày. Đừng chọc điên, tôi vô rừng tôi kiếm này mệt á. Má con chó. Anh nguyên cái lao mẹ nó. Ô cao nữa mẹ. Để mẹ nó gây hết 30 mấy%, gần 40% đam cho người mình rồi. Mày chết đi. Bố tổ nó. Nó chọc tôi kìa. Nó chọc điên tôi kìa. Tao vô rừng tao xanh mày. Ôi outplay được con Z cái W là nó xong nó rồi đó. Nó chết chắc rồi đó. Nó ra 5-7 lần rồi đó. Con vật. Quả này mày về là mày bể trụ. Rồi nó canh nó cam nữa nè. À nó dí boss rồi. Mày hù cái lead. Mày hù bố mày đi. Hù bố mày đi. Hù bố cục kích tao này. Nay ly nữa kìa. Chết đi. Sống cái đéo. Sống với bố của mày hả? Thằng Owl này. Đó, cái thằng Owl Nelly này mày đợi tao đấy. Con chó mày nhớ mặt bố mày đấy. Sống hộ bố mày cái. Ganh chắc phải 7 lần là ít rồi đó.
This will be a harsh lesson. An enemy has been slain. Shut down. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ ha. Bố băm chết cậu mày. Doubt is the greatest enemy. Anh anh chủ đầu là mày thấy xong mày rồi đó. Để đi. Chạy nhanh vô. Cái cùi bắp mày chạy đua với gì không? Bố mày kiếm Ayumu thì mày chạy kiểu gì? Nào con chó, rồi mày luôn. Xong mày rồi. Cảm ơn luôn. Mang file lại là cảm ơn luôn. Sao gánh nó đi, gánh nào, mạnh lên. Nói rồi, thua chạch cu. Mười ba mạng, tôi có 9 mạng. Chưa kể là con Morgana đi mình phai bao sướng. Ông Lee Sin sẽ mai ông đâu? Để nó ăn con rồng lửa. What the fuck ông? Smile ông đâu? Thấy nó cắm mắt xuống chịu smile đi để nó ăn rồng lửa kìa. Xàm thì chứ. Giết nó đi xin.
Rồi, ăn cái chậu mua cái K2. Đâu hồi nãy con rồng cũng có 200 mấy chục máu hay 500 máu, nó smite là thừa 500 máu chứ, nó smite thừa rồi, giờ smite bao nhiêu rồi, 600 mấy chục máu rồi, ít đâu, nó không chịu smite, nó tiếc. Thôi xuống hốt sát hàng này đi, win game đi, băm hết không chừa thằng nào hết. Chặt, chặt mày luôn. Chặt ai vậy? Mày chết không? Nói rồi, game này win chắc. Manfire đi với con Morgana là phải lên kháng phép rồi. Gặp tôi là tôi chặt chết. Ba thằng thì chịu, kiệt sức luôn thì chịu. Ba thằng kiệt sức luôn thì thôi. Đéo cắn. Morgana nó còn chưa xuống núi đâu. Đầy máu, đi kiếm tiếp. Ông vay ông dở quá. Phải ông Sida vừa lờ. A true master is an eternal student. Tôi toàn cân hai mít không, nó mạnh ở chỗ nào? Nó mạnh mà cái trụ mít nó bởi hai trụ vậy hả? Đừng để mất rồng lửa này nữa nha cha. Cần bút cái khiên đen là bố mày trên 3. Hỏi nó nhiều.
nãy con mất con rùng lửa này, giờ 300 đam rồi. Mò tí nó búp kinh đen cho mình là mình kinh 5. Vậy thôi. Chả cần thằng nào vô hết, búp kinh đen tôi kinh 5. Búp kinh đen tôi đè anh Ali tôi đọc trước, hoặc thằng Z, thằng AD gì cũng được. Là vay nó bắn mà còn dậy đó, chưa cần đến tôi đó. Vay nó bắn cho chứ chịu nổi nữa. Doubt is the greatest enemy. Cần cái khi đen thì là chấp hết. Vô. Tới nhà.
Vô tới nhà. Anh này anh chứ, vô mà chỉ cần mình nói chỉ cần cái khinh đen của con Morgana thôi để cho mình không bị khống chế, mình bay vô mình chặt thằng AD hoặc thằng nào trước, thằng Z thì bỏ qua rồi. Giờ bây giờ tôi 3k máu, nó làm gì thôi? Làm được cái gì thôi? Mà vô nổi 3k đam không? Mấy thằng kia là vài chặt là đi rồi, Nali cũng 2-3 chặt là đi rồi. Rồi, súng đi. Nhi Lily đặt hạng S với Zana. Bạn đặt hạng S với Lee Sin.